Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin giới thiệu tới các bạn loại hình sản phẩm shop thương mại dịch vụ tại khu đô thị Vinhome Grand Park, thành phố Thủ Đức. Thì đây là loại hình sản phẩm tương tự như là shop house và nhà phố thương mại. Nó có pháp lý là 50 năm. Dự án được xây dựng trên hai khu đất tại trung tâm khu căn hộ The Origami và tọa lạc ngay trong phân khu The Manhattan. Thì tổng sản phẩm của loại hình shop thương mại dịch vụ gồm 70 căn và xây dựng trên diện tích đất là 60 đến 120 mét vuông. Quy cách xây dựng là thiết kế của loại hình này là 5 tầng và một tum mái. Thì hiện tại thì chủ đầu tư đang chuẩn bị mở bán loại hình sản phẩm này, thì mức giá dự kiến đâu đó tầm từ 8 tỷ đến 16 tỷ một căn. Thì đây là một loại hình sản phẩm khá là mới và độc đáo của Vinhome từ trước đến nay. Thông tin mở bán và chi tiết chúng tôi sẽ cập nhật sau. Xin cảm ơn các bạn. Mọi thông tin liên hệ phòng kinh doanh 0909 910 884. Xin cảm ơn.